Xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng các bạn sẽ đi dạo quanh một vòng trên những cung đường của thành phố Miami các bạn ha. Thì Miami là một cái thiên đường cho những bạn mà thích đam mê du lịch và thích khám phá đó các bạn. Thành phố Miami thì nó nằm ở khu vực phía nam của Florida. Nó có diện tích là gần 16.000 km² và dân số thì khoảng 6 triệu người. Thì cũng nhờ về cái lợi thế về cái biển và khí hậu nên cái thành phố này nó rất phát triển về du lịch và dịch vụ đó các bạn. Người dân ở đây á, thì đa số là người Spanish và người ta nói tiếng Spanish, tức là tiếng tiếng Tây Ban Nha đó. Ngoài ra thì cũng có người Liên Xô rồi Do Thái, nói chung là cũng nhiều ở đây cũng đa sắc tộc lắm các bạn. Miami thì có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những cái khu thương mại mua sắm rất là nhộn nhịp, rồi có nhiều cái khu vui chơi giải trí. Và ngoài ra mà bạn nào mà đến Miami tự để du lịch á, thì ngồi những cái nét đặc trưng trên thì bạn còn khám phá được cái nền văn hóa của Mỹ Latin rất là đặc sắc các bạn. Thì Miami có gì mà nó nổi tiếng như vậy thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn tham quan các cái đường của nó. Đầu tiên mình sẽ đi qua con đường mà Collins Avenue. Đây là một cái con đường sát biển, hai bên là những cái tòa nhà cao tầng mà phía sau là biển đó các bạn. Đặc biệt cái con đường này á, mà vào ban đêm á, là rất là nhộn nhịp, tưng bừng sức sống luôn đó. Nơi đây là rất là mát mẻ, nếu như bạn đi dạo là thật là thú vị. Đường này thì nó tập trung của các thường các người ta xây các villa khách sạn và thuộc dạng mà gọi là dạng sang đó các bạn, hạng top luôn á. Và trên cái con đường này thì mình sẽ cùng các bạn xem ba dãy villa resort bom trùm luôn ha. Thì Miami là một thành phố rất là, nói chung là nó cũng giàu có và nó nổi tiếng, mà nó nổi tiếng nhất là những cái bãi biển các bạn. Rất là nhiều người biết đến Miami nhờ cái bãi biển của nó rất là đẹp. Nơi đây có thời tiết nắng ấm hầu như là quanh năm luôn á, chỉ có là nó mưa một vài ngày thôi, và vào cỡ tháng 9 tháng 10 nó mưa, nhưng mà không có mưa dạng mưa dai dẳng đâu, nó mưa rồi nó tạnh. Rồi thì nó nơi đây mà cũng có thời tiết cũng gần giống như ở Việt Nam mình á. Rồi nó cũng có bão các bạn, cho nên nói chung là cái gì nó cũng có cái mặt không tốt các bạn ha. Nhưng mà bão thì cũng không phải nó thường xuyên, thì lâu lâu mới có một vài năm nó mới có một cơn bão lớn. Thì nơi đây được lựa chọn là những cái nơi nghỉ dưỡng của các tỷ phú các bạn. Các tỷ phú người ta về đây người ta nghỉ dưỡng rất là nhiều, rồi những cái ngôi sao nổi tiếng ha, sau những ngày làm việc vất vả thì người ta cũng tìm về Miami để người ta nghỉ dưỡng. Mà thường là người ta nghỉ dưỡng ở Miami Beach á. Thì đây là mình đang đi trên cái con đường Collins Avenue đó các bạn. Đường này bạn thấy có những cái tòa nhà rất là cao tầng các bạn. Thì phía sau những cái tòa nhà mà cao tầng này á, là biển. Ở đây á, thì nhà rất là cao, rất là mắc. Dịch vụ thì nói chung các cái chi phí nó cũng rất là cao ạ. Ở nơi đây cũng rất là cao. Và mấy người ở Miami á, thì nhiều người, á, người giàu có ở các tiểu bang á, ở các tiểu bang lạnh á, người ta về đây để người ta trú đông các bạn. Có nghĩa là người ta mua nhà ở bên này, có nghĩa là người ta đang sống ở tiểu bang, ví dụ như là Michigan, Canada, là nước Canada, rồi người ta ở bang ví dụ như New York,
những bang lạnh á, hoặc là những nước như Canada nước lạnh à, nó có mùa đông rất là lạnh á, có tuyết rơi, thì thường người ta qua Miami người ta mua nhà, người ta mua thêm một cái nhà nữa để mà tới mùa đông á là người ta di chuyển qua Miami người ta sống. Và người ta sống ở đây rồi tới mùa hè ấy, người ta lại quay về bang của người ta các bạn. Thì nên cái đây là Miami là người ta cũng gọi là cái nơi trú đông của các gia đình giàu ở tiểu bang lạnh á. Và bây giờ mình sẽ đi ghé vô chỗ có bến tàu này. Cái nơi này á, là nó là cái cảng của những cái người mà người ta khách du lịch á, mà người ta thích đi câu cá các bạn. Thì người ta tới đây và đây là cái bến cảng mà cho những cái tàu mà đi câu cá về chở khách đi du lịch câu cá, người ta sẽ neo đậu ở đây. Và mình cũng thường tới đây để mình mua cá đó các bạn, bởi vì người khách khách người ta đi mua câu cá hay về có người ta đâu có lấy đâu, người ta bán rẻ hoặc là người ta cho lại những cái người thương lái ở đây các bạn, người ta mua rồi mình tới mình mua lại thì nó cũng rất là tươi. Rồi mình hay mua cá về mới nhất là cá thu rồi đó, mình về mình làm chả đó các bạn đó. Là nơi đây nó cũng rất là mát mẻ và đẹp. Thấy ở những cái bờ biển ở dưới cái biển cái cảng này á, bạn nhìn xuống cá rất là nhiều các bạn à, mà mình cũng chẳng biết đó là cá gì nữa, mình hay lại mình xem nó. Và ví dụ như người ta làm cá thì người khách Việt Nam mình thì mình lấy luôn đầu rồi mình lấy tất cả, chứ còn có người mà người nước ngoài á, người ta chỉ phi lê rồi người ta lấy cái nạc thôi các bạn, chứ người ta bỏ hết cho người ta bỏ cho những con cá đó người ta ở dưới biển nó ăn. Nhà ở đây rất là đẹp các bạn à, ở đằng trước á, những cái tòa nhà cao tầng đây nè, người ta làm ở đằng trước á, người ta trang trí thì cảnh quan rất là sang trọng, nhìn rất là sang trọng các bạn. Người ta làm những cái tiểu cảnh như những cái con suối ha, rồi những cái hồ Nam Bộ ha, rồi nó rất là dễ thương, mình thấy mình rất là thích luôn á. Nhưng mà thật ra là mình chắc hồi nào mình trúng số mình vô đây mình ở thử các bạn ha, mình ở thử thử nó sang trọng đến mức nào. Mình cũng nghe mấy người khách của mình người ta kể thì ở đây á, là cái giá nhà mà thuê á, thì cũng rất là mắc, và cái nhà cũng có nhiều người thuê rồi cũng có nhiều người người ta mua mua đất luôn các bạn, mua đất cái villa luôn, là có nghĩa người ta thì là mà hình như là càng lên cao là giá giá nó mắc hơn á. Bởi vì khi mà người ta lên cao lên lên cao á, ở trên những cái tầng cao á, thì người ta có thể nhìn được từ xa các bạn, nhìn biển được từ xa các bạn, thì cái view nó đẹp hơn nên là nó mắc hơn, mình nghe người ta nói vậy á. Đó các bạn nhìn rất là đẹp. Mà người ta nha, người ta làm người ta trang trí dễ thương lắm. Mình đi thì cũng gần tới cái chỗ mà cái dạng ba cái dãy villa của ông Trump các bạn, mình sẽ cùng các bạn xem ha. Mình thì mình làm ở đây mình ở Miami cũng được 8 năm rồi, và mình cũng làm ở đây được 5 năm, mình làm ngay trước cái ba cái dãy villa của ông Trump luôn. Mình làm ở đây được 5 năm thì khách hàng của mình người ta ở trong mấy cái villa của ông Trump á, người ta qua người ta làm thì người ta cũng kể chứ nó rất là sang trọng các bạn. Như mình thì nếu mình vô mình ở một đêm đó chắc mình làm cả tháng các bạn ơi, mà mình ở thời gian ngắn ngắn chắc mình làm sắp mặt luôn á. Thì gần tới cái chỗ cái dãy villa của ổng này rồi các bạn. Thì cái dãy villa của ông Trump á, nó ổng là các bạn biết rồi, ổng là một vua bất động sản mà, ổng là ông trùm về bất động sản luôn á. Ổng có ở đây ổng có tới ba dãy villa và resort, và có 693 cái villa và có 5 cái sân golf,
và phòng khiêu vũ, khu hồ bơi, rồi có khu hồ bơi giải trí và có hệ thống nhà hàng, cửa hàng bán nhiều cái sản phẩm rất là cao cấp các bạn. Ông Trâm mà thì ông có rất là nhiều cái tòa nhà tương tự như ở đây các bạn, mà ở rất là nhiều nơi, những cái thành phố lớn của Mỹ ông đều có các bạn. Ông là Trùm bất động sản mà. Thì nói chung cũng gần tới cái dãy villa của ông là ở đây. Rồi bây giờ nó dãy villa của ông là đây đó các bạn. Các bạn nhìn thấy nè, mình quay chậm cho các bạn thấy nè. Thấy chị Trâm không? Cái này nó có hình quả địa cầu ông làm ở trước các bạn. Nó ra ba dãy, ba cái villa của ông nó gần nhau luôn á. Đây là cái đầu tiên. Rất là rộng các bạn, nó có tới 693 villa ở đây á. Rồi các bạn thấy dễ sợ không? Mà nó có sân golf ha, và phòng khiêu vũ này nè, hồi nãy mình nói rồi đó. Đó, đây là cái dãy thứ hai. Rồi ông có đó, cái này ông gọi là Trump International. Mình cần quay chậm cho các bạn xem ha. Thêm cho biết gọi là du lịch qua màn hình ảnh nhỏ các bạn à. Phía sau là biển đó các bạn, cái view rất là đẹp. Đây là giá thứ ba. Rồi đó là ba dãy của villa của ông Trâm đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái con đường gọi là Avenue. Cái đường này nó cũng là đường sát biển các bạn, nhưng mà nó không có nhiều cái tòa nhà cao tầng giống như đường kia, đường Collins Avenue. Nhưng mà đường này thì cũng sát biển. Nhà thì dạng như nhà biệt thự nhiều các bạn. Nhà ở đây là lên cả chục triệu đô á. Nhà đây, nhà riêng lẻ này cũng nhiều. Bây giờ mình sẽ đi trên con đường đó các bạn ha. Ở Miami thì có rất là cái thành phố rất là nhộn nhịp các bạn. Thì nó không những mà nó
có bãi biển đẹp mà, rồi để có như nó có những cái cung đường cũng rất là đẹp. Rồi ngoài ra là nó mà những cái chiếc xe hơi mà trong mơ nó cũng ở đây rất là nhiều các bạn à. Ở đây thì ngoài ra nó cũng có rất là nhiều cái địa điểm du lịch như là cái khu kiến trúc của người Tây Ban Nha đó các bạn, rồi có bảo tàng và cái vườn BK, rồi bãi biển Miami, có cái sở thú Miami. Cái sở thú Miami nó cũng rất là rộng các bạn, đi cả ngày không hết á. Đợt trước mình đi cái sở thú Miami đi về là mình đau chân luôn đó các bạn, đi nguyên từ sáng tới 3 giờ chiều mới xong cái vòng, xong cái khu sở thú của nó. Rồi có cái khu Little Havana của người Cuba, rồi có cái vườn quốc gia của vườn quốc gia gì cái tay gì mình quen ta, Everglades gì đó. Rồi ở đây thì nếu như mà bạn muốn đi 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 tàu mà qua các nước thuộc khu vực mà Đại Tây Dương á, người ta gọi là đi cruise á, thì ở đây là có những cái bến tàu rất là nổi tiếng các bạn. Đi trên những cái con tàu này á, thì tàu gọi là tàu hạng sang á, thì trên này nó có nó chứa được mấy ngàn người á, cái tàu đó cho chứa mấy ngàn người á, mỗi chuyến đi là mấy ngàn á. Rồi có nhà hàng hả, khiêu vũ hả, nói chung tất cả những cái trò chơi giải trí nó đều có trên cái tàu đó. Mình thì mình chưa đi nhưng bạn mình đi về kể bạn. Bây giờ mình nói mình thì mình đi biển Miami Beach thì cũng có vài lần, còn chủ yếu là mình đi biển Hollywood. Thì mình chập nữa mình sẽ ghé vô biển Hollywood cho các bạn xem ha. Nhưng mà cái biển này á, hôm nay đi trời trúng trời mưa các bạn, hôm nay đường các bạn cũng vắng vẻ, thì chắc có lẽ biển mình nghĩ người ta sẽ cũng không có người đâu, mưa đóng cửa. Rồi mình cũng sẽ ghé qua cho các bạn biết vậy thôi, chứ còn nay cũng không thể quay được cái cảnh biển được vì trời rất mưa rất là nhiều. Trời hồi nãy mưa cho nên là giờ chắc người ta các bạn thấy đường còn vắng, đường này đường biển các bạn. Ở phía sau này là những cái bãi biển đẹp đây của Hollywood. Bữa xui bữa nay mình đi trúng trời mưa. Ở dưới này thì cũng cũng có những cái tòa nhà cao tầng các bạn, nhưng mà không có nhiều giống như ở đường Collin Avenue. Đường này gọi là đường, bây giờ mình đã ra tới cái đường gọi là đường Ocean Drive. Đường này nó cũng tưng bừng sức sống lắm các bạn, nhất là về ban đêm á, nó cũng sôi nổi lắm, nhộn nhịp lắm. Có những cái lối đi bộ rất là dễ thương, người ta đi bộ cũng nhiều đó, chiều chiều là người ta dắt chó dắt đồ người ta đi các bạn, nhìn rất là an nhàn. Ở đây rất là mát mẻ các bạn, chiều lại mát mẻ lắm, nên là vì nó gần biển mà. Bây giờ mình sẽ vô xem thử mình vô xem thử biển ra sao, trời mưa chắc không có con người nào quá. Nên mình chạy vô mình xem thử. Để mình vô thử. Mình thấy mấy cái parking ở đây nó vắng hoe là mình nghĩ là chắc người ta về hết rồi. Mưa mà. Rồi các bạn thấy biển không? Biển Hollywood đó các bạn. Biển này gọi là biển Hollywood ở Florida. Rồi giờ không có con muỗi nào luôn. Biển Miami mới đẹp, còn biển này thì cũng bình thường các bạn. Nhưng mà giờ nó vắng hoe thôi mình đi về. Đây nói chung là mình cũng đi dạo mà quanh một số cung đường của Miami. Các bạn thích du lịch qua màn ảnh nhỏ thì cũng biết được Miami là thành phố Miami nó ra nó như thế nào ha. Thì video cũng đã dài rồi, mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình xin tạm chào tạm biệt các bạn.
Bạn nào thích thì cho mình like, share và subscribe cho kênh của mình ha. Bye bye, xin cảm ơn các bạn.